Đồ thờ Đức Hiệp xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay Đồ thờ Đức Hiệp muốn chia sẻ với mọi người một hình tượng rất là quen thuộc, đó chính là tượng Mẹ Quan Âm. Cái biểu tượng Mẹ Quan Âm này cũng không còn quá xa lạ gì với chúng ta đúng không ạ? Một biểu tượng thì tấm lòng từ bi và tình mẹ vô bờ bến. Bức tượng Mẹ Quan Âm này tại Đồ thờ Đức Hiệp thì được tạo tác từ gỗ mít nguyên khối và với kích thước là chiều cao là 70, chiều ngang là 28 và chiều sâu là 23. Với kích thước này thì chắc hẳn kích thước lý tưởng và có thể phù hợp với rất nhiều không gian sống của chúng ta đúng không ạ? Mọi người có thể thấy một cách rõ ràng ở đây là mẫu tượng Quan Âm có diện rất là đẹp, nó cân đối hài hòa và hơn thế nữa là mọi chi tiết trên tượng đều được tạo tác rất là cẩn thận và tỉ mỉ bằng tất cả tâm huyết của những người nghệ nhân ở Đồ thờ Đức Hiệp đấy ạ. Một điểm nổi bật nữa ở mẫu tượng Quan Âm đứng này đó chính là tượng được sơn hoàn toàn bằng nước sơn ta, và sơn ta thì mọi người đã biết rồi đấy ạ, giá trị cũng như chất lượng của nó thì không phải bàn cãi rồi. Các nghệ nhân ở Đồ thờ Đức Hiệp đã thực hiện sơn rất là cẩn thận tỉ mỉ, tạo ra một lớp áo tượng rất là mịn, đẹp, tự nhiên, nó không hề bị dày và thô đâu ạ. Và đặc biệt là ở bên ngoài tượng còn có một lớp sơn phủ bóng, bảo vệ tượng khỏi mọi tác nhân của môi trường. Nên mọi người có thể yên tâm về chất lượng và những mẫu tượng Phật được thỉnh tại Đồ thờ Đức Hiệp nhé. Vậy còn chần chừ gì nữa mà bạn không thỉnh ngay những tượng Phật chất lượng như vậy ở Đồ thờ Đức Hiệp về với không gian sống của mình đi ạ. Hãy để cho không gian sống của mình được lan tỏa cái sự thư thái, yên bình mà Mẹ Quan Âm mang lại cho bạn. Hãy để sau một ngày dài làm việc căng thẳng, bạn được trở về với nơi mà tâm hồn của mình cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Đồ thờ Đức Hiệp. Hẹn gặp mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo nhé.